để giúp cho FC Bắc Ninh đang đứng đầu bảng xếp hạng ở giải hạng 2. Cơ hội dứt điểm, phát cầu vào, quá đáng tiếc cho thủ Tiên Du. Vừa rồi thì Tiên Du đã có một cơ hội cực kỳ ngon lành. Cơ hội nguy hiểm, cao thăng và đá thẳng vào khung thành. Đây rồi, phản công Trường Đinh. Và chuyền hơi lộ của Trường Đinh, nhưng sau đó thì đặng sầm. Trường Đinh đảo cánh này, dọc biên đảo cánh, cao thăng không được. Và phối hợp kỹ thuật khá hay đến từ Tiên Du. Phối hợp rất hay, cơ hội. Rất tiếc, đó là một pha đá đi vào cạnh mép lưới mà thôi. Chưa có bàn thắng dành cho các thủ Tiên Du. Và bóng mà thủ thành Đàm Trung đã đổ người sai hướng rồi. Nhưng cú đá thì nó đi chạy cầu dọc. Mai Động đang tạo ra hàng tá những cơ hội, và đây là phản công dành cho Tiên Du. Hoàng Gia làm được hai. Tiên Du đang thực sự là có những pha phản công chất lượng, lối chơi chuyển trạng thái tốc độ và cực kỳ mượt mà. Hoàng Gia đang là nhân tố để giúp cho lối chơi của cao thủ Tiên Du được phát huy một cách mạnh mẽ nhất. Vừa rồi là một pha làm tường cực kỳ hay của Hoàng Gia. Nếu như cú dứt điểm chính xác hơn thì có lẽ là bàn thắng đã đến với người Tiên Du rồi. Đội không phải ít, hai đội đã chơi cực kỳ cởi mở, rất nhanh. Không được, nỗ lực vừa rồi của các thủ Tiên Du cũng đã gây ra một chút khó khăn dành cho Đắc Luân. Dương Thảo đảo cánh chính xác, đặng sâm phối hợp rất hay, cơ hội. Rất tiếc, đó là một pha đá đi vào cạnh mép lưới mà thôi. Chưa có bàn thắng dành cho các thủ Tiên Du. Bóng mà thủ thành Đàm Trung đã đổ người sai hướng rồi. Nhưng cú đá thì nó đi chạy cầu dọc.